Xin chào mọi người, lại một tuần nữa đã trôi qua và video tuần này dành cho những bạn có hứng thú với các ngành nghề toán học, đặc biệt là nghề actuary. Mỗi một tháng mình sẽ có ít nhất một video về chủ đề này. Nếu các bạn không biết về ngành actuary, bạn có thể xem một video khác mà mình giới thiệu về nghề nghiệp này nhé. Mình sẽ để link ở đây cho các bạn biết. Video hôm nay mình sẽ giới thiệu về các lĩnh vực và các công việc và đường phát triển của actuary và những người học theo nghề này cho các bạn tham khảo thêm. Mình là Bích Ngọc, nhưng mà các bạn cũng có thể gọi mình là Vi. Mình là một actuary, một giám đốc quản lý rủi ro đang làm việc và sinh sống ở Canada. Mình có hai bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ. Mình tạo ra cái này với mong muốn giúp các bạn học tập giỏi hơn, làm việc tốt hơn và sống vui vẻ hơn. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để xem video mới vào Chủ nhật hàng tuần các bạn nhé. Các bạn có biết không, nghề nghiệp actuary mà mọi người biết bây giờ có thể được xem là bắt đầu từ cuối thế kỷ 18 với một chuyên gia tên là William Morgan, làm việc cho công ty bảo hiểm Equitable. Các lĩnh vực và công ty mà actuary có thể làm hiện giờ là rất đa dạng. Actuary thường làm nhiều nhất là cho công ty bảo hiểm. Mà công ty bảo hiểm thì có thể chia ra là hai cái khác nhau. Một là công ty bảo hiểm về đời sống, Life Insurance Company. Và hai là công ty không phải về bảo hiểm đời sống, nghĩa người ta gọi là Non-Life Insurance Companies. Cho Life Insurance Companies thì người ta cũng có rất nhiều sản phẩm khác nhau, là sản phẩm về bảo hiểm nhân thọ, Life Insurance, bảo hiểm về sức khỏe, Health Insurance, hoặc là về niên kim, Annuity. Còn về Non-Life Insurance hay là General Insurance thì cũng có nhiều sản phẩm khác nhau và chủ yếu là về Property và Casualty Insurance, là có nghĩa liên quan tới bảo hiểm về tài sản và tai nạn. Một số công ty khác thì là về công ty quản lý lương hưu với lợi ích xác định, là có nghĩa là pension plan, especially là defined benefits. Còn công ty về tư vấn về quản lý rủi ro và bảo hiểm thì actuarial consulting hoặc là risk consulting. Actuary thì cũng có thể làm việc cho chính phủ, tại vì chính phủ cũng có quản lý về các vấn đề xã hội như là trợ giúp lương hưu, so social benefits. Rồi bạn cũng có các cơ quan quản lý về ngành tài chính và bảo hiểm như là Office of the Superintendent of Financial Institutions of Canada, thì là OSFI, hoặc là ở bên Mỹ thì sẽ có NAIC hay là The National Association of Insurance Commissioners. Rồi bạn cũng có các tổ chức về nghề nghiệp actuary như là Society of Actuaries, Canadian Institute of Actuaries hoặc là Casualty Actuarial Society. Tại những cái tổ chức này thì cũng cần actuary để có thể nghiên cứu hơn về ngành nghề này. Rồi bạn cũng có các trường đại học để nghiên cứu và giảng dạy về ngành nghề này nữa. Và công ty tài chính và đầu tư thì Financial Service and Investment, bao gồm cả cái ngân hàng, banking. Các actuary cũng có thể làm cho các công ty tính toán bồi thường liên quan tới những việc kiện tụng như là về thương tật cá nhân, những cái chết sai lầm hoặc là sơ suất nghề nghiệp và các chết sai, thì cái này gọi là actuarial evidence. Các công ty liên quan tới công nghệ technology như là Uber, Google, Tesla và các công ty về công nghệ mới như là fintech hoặc là insurtech. Rồi cũng có các tập đoàn vừa và lớn với mảng quản trị rủi ro doanh nghiệp, enterprise risk management. Cái này thì là mình hiện giờ mình đang chuyên về các ngành nghề này. Actuary thì thường vẫn là nhiều nhất cho các công ty bảo hiểm. Nhiệm vụ của các actuary là rất quan trọng đối với các hoạt động của công ty bảo hiểm. Ở bên Canada, ngành bảo hiểm và tài chính, bao gồm cả ngân hàng, là những ngành được quản lý và quy định bởi các tổ chức từ chính phủ. Mình thì có kinh nghiệm làm việc cho công ty bảo hiểm nhân thọ, vậy nên hôm nay mình sẽ nói chi tiết hơn về các công việc liên quan đến ngành actuary ở một công ty bảo hiểm, đặc biệt là ở một tập đoàn lớn đa quốc gia, để các bạn có thể hiểu thêm về công việc của chúng mình nhé. Trong một công ty, đặc biệt là tập đoàn lớn, thì thường sẽ có nhiều ban để làm về nhiều chức năng khác nhau liên quan tới công việc actuarial. Một số việc của actuary thì truyền thống hơn, đã là những việc actuary làm từ rất lâu rồi, và một số việc thì mới hơn sau này do sự phát triển tự nhiên của ngành. Hai nhiệm vụ truyền thống của actuary là pricing và valuation. Nói chung, nhiệm vụ của actuary là đảm bảo sản phẩm được định giá thích hợp để bảo đảm được quyền lợi của khách hàng sau khi mua bảo hiểm, và cũng bảo đảm được khả năng sinh lời của công ty trong khi tuân thủ theo những các tiêu chuẩn và đạo đức chuyên nghiệp của nghề nghiệp này. Pricing, nhiệm vụ của một pricing actuary bao gồm thiết kế sản phẩm. Rồi một khi bạn đã thiết kế được sản phẩm thì bạn vẫn có thể phát triển được sản phẩm, và lúc nào thì bạn cũng phải cần định giá và sản phẩm để xem cái giá cả của sản phẩm như thế nào thì là phù hợp.
các bạn có thể định giá cho các sản phẩm khác nhau hoặc là chuyên về một sản phẩm nào đó. Nếu là các bạn muốn chuyên về Life và Annuity Insurance thì bạn có thể học theo cái FSA Pathway của Individual Life and Annuities, thì cái này là của Society of Actuaries. Nếu các bạn làm về bảo hiểm sức khỏe thì các bạn có thể học theo cái Pathway Group and Health Insurance của Society of Actuaries. Để định phí thì actuary dùng các giả định khác nhau như là về tỷ lệ tử vong nè, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư hoặc là số lượng dự kiến sẽ bán được bao nhiêu vào lúc ban đầu. Và các sản phẩm cũng phải đáp ứng được tất cả các quy định về luật pháp của địa phương mà sản phẩm sẽ được tiêu thụ. Đối với các sản phẩm đã được tiêu thụ thì lúc mà định giá sản phẩm thì bạn có thể dùng dữ liệu mà đã có sẵn hoặc là có sẵn ở trong ngành nghề hoặc là ở trong công ty. Còn nếu mà nó là một sản phẩm mới thì bạn có thể phân tích dữ liệu của những cái sản phẩm tương tự. Valuation. Valuation Actuary thì đảm nhận trách nhiệm định giá tài chính và tính toán khả năng chi trả của công ty bảo hiểm đối với khách hàng. Thì công ty cần phải có đủ tài sản để thanh toán hợp đồng bảo hiểm và có dự trữ cho các hoạt động khác. Thì dùng với các giả định với tiêu chuẩn từ các hiệp hội actuary của địa phương, Valuation Actuary là ước tính trách nhiệm hiện tại và tương lai liên quan đến sản phẩm là bao nhiêu. Sau đó thì actuary cũng xem xét các tài sản mà công ty bảo hiểm nắm giữ để đáp ứng được các khoản nợ trong tương lai và để giúp cho tài chính của sản phẩm ra là sẽ được giữ gìn trong một tình trạng tốt. Coi như mình vừa mới giới thiệu sơ quát cho các bạn biết về hai cái chức năng chính của Actuary là gần về phần pricing và product design, định giá và thiết kế sản phẩm, và valuation, định giá tài chính và khả năng chi trả của công ty. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái chức năng khác mà Actuary cũng làm và để ủng hộ được hai cái thành phần này nhé. Financial reporting là báo cáo tài chính, thì giúp công ty hiểu rõ hơn về vấn đề tài chính hiện tại của mình là như thế nào. Rồi profitability analysis là phân tích lợi nhuận để giúp công ty hiểu rõ về nguồn thu nhập từ cái sản phẩm bảo hiểm là ra sao. Setting policy dividends, bonuses thì một số sản phẩm gọi là participating thì có trả cổ tức và lợi nhuận, thì bạn cũng có thể làm chuyên về cái này để định ra được chính sách thích hợp để thiết lập chính xác của cổ tức là như thế nào. Experience analysis thì cái này là phân tích dữ liệu của sản phẩm đã bán ra và xem xét chủ yếu là về actual versus expected, thực tế so với dự kiến như thế nào. Solvency testing thì đánh giá khả năng thanh toán, thì actuary sẽ giúp kiểm tra khả năng thanh toán của công ty bằng cách đánh giá tình hình tài chính trong tương lai theo nhiều tình huống khác nhau. Mà ở bên đây thì hiện giờ nó có một cái framework gọi là On Risk Solvency Assessment, ORSA. Underwriting thì mình cái này thì mình cũng không biết dịch tiếng Việt có phải là chính xác hay không, thì cái này là underwriter là chắc bảo lãnh sản phẩm, thì actuary cũng có thể giúp để đánh giá hiệu quả của việc bảo lãnh sản phẩm là như thế nào và để có thể đánh giá được việc phân loại rủi ro là có chính xác hay là phù hợp với lại cái sản phẩm hay không. Marketing thì actuary cũng có thể hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho lực lượng bán hàng. Tại vì sản phẩm bảo hiểm thì cũng phức tạp và hiện giờ thì cũng có nhiều sản phẩm khác nhau và dành cho những mục đích khác nhau. Khi mà một người muốn làm về kế hoạch tài chính, đặc biệt là những khách hàng có tài sản cực lớn, gọi bên đây gọi là high net worth clients. Ngoài ra thì bạn cũng có thể nói được về các giải thích về nhu cầu của lực lượng bán hàng để giúp cho cách định giá và tạo ra những sản phẩm phù hợp hơn về với xu hướng hiện giờ về sản phẩm bảo hiểm. Asset Liability Management là quản lý trách nhiệm tài sản, thì cái này là xác định số tiền tài chính công ty cần có để cung cấp cho các tài khoản thanh toán trong tương lai, trong khi thời gian của chúng lại không chắc chắn. Thì cái này thì lúc bạn cũng có thể học về cái pathway về investment ở Society of Actuaries. Cái này cũng là một công việc mới hơn và theo sự phát triển tự nhiên của nghề gần đây. Và investment actuary cũng có thể giúp đỡ về phần investment strategy, chiến lược đầu tư, đưa ra các lời khuyên về hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm để có thể giúp lũy nguồn tài sản đủ để đảm bảo về việc thanh toán trong tương lai. Risk management, quản lý rủi ro, thì người làm trong cái lĩnh vực này thì cũng có thể gọi là risk actuary, và bạn có thể học theo cái FSA pathway là về corporate finance và enterprise risk management, quản trị rủi ro doanh nghiệp. Thì lúc này thì bạn bao gồm không chỉ có financial risk,
rủi ro về tài chính, mà còn các operational risk và strategic risk là rủi ro hoạt động và rủi ro chiến lược. Mình học và làm chuyên về cái mảng quản trị rủi ro tập đoàn nên công việc của mình thì liên quan tới khuôn khổ quản trị rủi ro, bao gồm xác định rủi ro, đo lường rủi ro, quản lý rủi ro, xem xét và báo cáo rủi ro. Thì mình có làm một cái video làm sao để có thể áp dụng được cái khuôn khổ quản trị rủi ro này dành cho mỗi cá nhân và các công ty, thì các bạn có thể xem ở một cái link này ha. Predictive Analytics, phân tích dự đoán. Thì hiện giờ thì với những cái xu hướng mới thì các bạn actuary cũng có thể giúp đỡ cho những cái hoạt động bảo hiểm, từ bán cho đến vận hành cho đến lúc thanh toán bảo hiểm bằng cái predictive analytics. Thì giống như là bạn có thể giúp cho xu hướng tham gia hoặc là mua hàng của khách hàng, hoặc là cải thiện dịch vụ phục vụ khách hàng, lập kế hoạch và duy trì khách hàng bằng cách thấu hiểu và phân tích được dữ liệu liên quan đến những cái hoạt động này. Actuarial Consulting, thì công ty càng lớn thì sẽ có rất nhiều sản phẩm và có thể là đa quốc gia, nên công ty cũng có thể sẽ có đội tư vấn riêng ở trong công ty để xem xét được các việc làm có cách hiệu quả từ nhiều lĩnh vực khác nhau về Actuarial. Internal Audit, thì kiểm toán nội bộ, thì công ty để cho quản trị rủi ro thì người ta thường có thêm đội kiểm toán nội bộ để có thể kiểm toán được các quy trình làm về actuarial, để sau này thì lúc mà có những cái đội kiểm toán từ phía ngoài vô thì sẽ có ít những cái bất ngờ. Merger and acquisition, thì công ty lớn sẽ có thể sáp nhập và mua lại cái công ty nhỏ khác, và actuary cũng có thể giúp phân tích về trong lĩnh vực này. HR pension management, thì ở bên đây nếu mà bạn có lương hưu mà theo cái là hả xác định được cái lợi ích sau này, defined benefit, thì thường là sẽ có cái đội để quản lý lương hưu nhân sự ở trong công ty riêng về ngành này. Để trở thành một chuyên gia actuary đủ tiêu chuẩn thì bạn phải là thành viên của một hiệp hội kiểm định về actuary. Nổi tiếng nhất thì bạn có Society of Actuaries hoặc là Casualty Actuarial Society. Ở bên Canada và Mỹ thì bạn cũng phải là thành viên của các hiệp hội địa phương, đặc biệt là Canadian Institute of Actuaries ở bên Canada và American Academy of Actuaries ở bên Mỹ. Và tùy vào cái mức độ kiểm định của các bạn thì cái việc làm và cái trách nhiệm các bạn có thể có được về actuary thì nó cũng sẽ khác nhau. Nếu mà các bạn có thể học ở đại học về ngành Actuarial Science hoặc là thi mấy kỳ thi đầu tiên nhưng chưa bao giờ thi hết để được là Associate hoặc là Fellow, thì các bạn vẫn có thể làm những việc chuyên môn liên quan tới công việc Actuarial. Và thường là công ty thì người ta sẽ gọi những cái người này là Actuarial Specialist. Chặng đường để được làm một actuary đủ tiêu chuẩn là cũng rất dài. Vậy nên một số người thì cũng chỉ muốn làm được associate là đủ. Và như thế thì nếu người ta không đi tiếp lên fellow thì chức vụ của các bạn ấy thường là actuarial associate và cũng có thể sẽ quản lý được các actuarial specialist. Còn nếu bạn là fellow rồi thì coi như bạn là một actuary đủ tiêu chuẩn và bạn có thể làm chuyên môn về cái này, hoặc là bạn có thể tiếp tục phát triển về những cái kỹ năng mềm và những cái tư duy làm việc trong công ty, và như thế thì bạn có thể lên để làm lãnh đạo. Và actuary có một vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong một công ty bảo hiểm, tại vì trình độ chuyên môn và actuary giúp phát triển sản phẩm của công ty này và cũng ảnh hưởng về vấn đề tài chính của công ty. Vậy nên nhiều actuary sẽ thành những thành phần trụ cột của công ty trong cái gọi là bộ C-suite, là trong Chief Risk Officer nè, Chief Financial Officer và cả Chief Executive Officer nữa. Mình hy vọng là với video ngày hôm nay bạn sẽ hiểu rõ hơn một tí về các việc làm liên quan tới ngành actuary, đặc biệt là ở trong một công ty bảo hiểm. Mình nghĩ là ngày nay đang phát triển và sẽ giúp cho các bạn có được có nhiều cơ hội làm ở những tập đoàn bảo hiểm và tập đoàn tài chính đa quốc gia. Chúc các bạn lại thêm một tuần mới học giỏi, làm tốt và sống vui. Và mình xin hẹn gặp lại các bạn vào video vào tuần sau ha. Bye! We'll be right back.